Xin chào toàn thể quý vị khách hàng và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu đến quý vị khách hàng một dòng sản phẩm mà đang làm điên đảo thị trường trong thời gian vừa qua. Và đây là cái tấm lam sóng quý vị nhé. Tấm lam sóng. Tấm này là ốp tường, ốp trần. Lam sóng, ốp tường, ốp trần. Và trang trí tùy theo những điểm nhấn khu vực từng căn nhà một. Đấy. Và hôm nay mình sẽ làm một video sơ bộ về sản phẩm này. Và bây giờ mời quý vị hãy xem. Đây là dòng thanh lam ốp tường. Đây là một trong những sản phẩm là thị trường đang ưa dùng rất nhiều đây. Đấy. Và bây giờ thị trường thì rất là nhiều loại. Rất là nhiều loại mẫu thanh lam. Và đây là một trong những dòng sản phẩm đang bán ở thị trường là dòng cao cấp nhất đây. Thanh lam trang trí, người ta gọi thanh lam hoặc là tấm sóng. Lam sóng. Có rất cũng khá là nhiều mẫu mã về sản phẩm. Nhưng đây là cái dòng mẫu mã mà dòng sản phẩm đang là cao nhất. Đây là dòng sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Đấy. Theo cái thương hiệu cao cấp. Về vấn đề cấu tạo của cái sản phẩm này này. Nó là nhựa, gọi là nhựa BS. Thì trong nhựa BS này nó gồm nhựa này và cái than hoạt tính. Thì quý vị và các bạn biết là than hoạt tính ở đây có nghĩa là nó cấu tạo là than hoạt tính bằng nhựa này. Thì cái than hoạt tính này thì nó rất là vấn đề tốt cho sức khỏe, không bị ảnh hưởng gì vấn đề môi trường, và đặc biệt là nó có khả năng là gì chống mùi hôi, như là ở phòng có thứ mà hút thuốc lá đó thì nó chống mùi hôi của thuốc lá, hay là như mùi hôi ẩm mốc của các cái vật dụng này. Và cái thứ hai nữa là nó có khả năng ấy là xua đuổi ruồi muỗi. Đấy. Và hiện tại sản phẩm này ấy, là có rất là nhiều màu và có nhiều các cái kiểu cách khác nhau. Đấy, tùy theo vị trí căn nhà mình ấy, để mà trang trí. Hiện tại với dòng sản phẩm này ấy, thì tùy theo mức độ mà nó có giá cả khác nhau, tùy theo mức độ khó dễ ở trong công trình. Còn nếu mà giá thị trường, giá bán ra chưa bao gồm thi công ạ, thì nó dao động vào từ 1,1 triệu cho đến 1,3 triệu tùy theo số lượng của quý vị của khách hàng sử dụng trên 1 m² nhé, trên 1 m². Tấm này thì nó dòng cao cấp nên giá cả của nó thì nó hơi cao so với thị trường, nhưng mà tiền nào của đấy, hàng rất là đẹp và đảm bảo là vấn đề chất lượng rất đẹp, rất sang. Trên video thì quý vị nhìn thì nó có thể rằng là nó không được chi tiết bởi vì cái máy quay thì nó không quay được chi tiết lắm, nhưng nếu mà nhìn thực tế thì nó rất là đẹp. Ví dụ như cái chấm chấm này của tấm này đi, chấm chấm này. Nó có những ánh kim kim, nó hơi bóng bóng, mà nó hơi, nói chung là nó cái hạt hạt nó giống như hạt vàng, hạt đồng đó, nó nằm trong khe, nhìn có độ bóng lên rất là đẹp. Còn đây là những vân gỗ này. Đây là một trong những dòng sản phẩm cao cấp. Đấy. Hiện tại đang cao cấp nhất ở thị trường. Đấy, và tiếp theo mình giới thiệu dòng sản phẩm thứ hai là cái dòng bình dân. Dòng bình dân đó là cái này. Thế bình dân thì cái này nó cũng có là nhiều loại. Nó gồm có gì? Nó có là nhựa, nó có dòng nhựa là nhựa composite này và nhựa nguyên sinh. Đấy, đây là nhiều loại. Đấy, composite và nguyên sinh. Thì cũng đây là cũng là lam sóng. Và cái này á, thì cũng tùy theo cái nguồn hàng nên là nó có giá khác nhau. Ví dụ như là cái hàng này đi thì nó cao, là hiện tại nó đang cao là 2 phân. Ví dụ như cái này, một cái này đi mà thi công hoàn thiện rồi thì giá nó dao động từ 600 cho đến 700 trên 1 m². Đấy là hiện tại các cửa hàng các thứ hay là ở thị trường, cái giá chung của thị trường nó là vậy. Còn ví dụ giá bán sản phẩm mà chưa thi công thì nó rẻ, nó là khoảng 350 m². Ngoài ra nó còn có phụ kiện khác đi kèm cái tấm này. Đây, còn những hàng này nó mỏng hơn, hàng này thì nhựa composite, nó mỏng hơn, nó rẻ hơn. Nhiều lắm, đa dạng lắm. Nên là nhiều khi khách hàng mà ví dụ như so sánh về giá cả đó thì nó rất là khó, bởi vì nó khập khiễng về giá lắm, bởi vì nó cái chất lượng này nó khác nhau nên là nó sẽ có giá khác nhau. Đấy. Nên là cứ phải coi trực tiếp thực tế thì nó dễ nhất về vấn đề là cái giá cả về chất lượng như nào thì quý vị sẽ đưa ra một cái quyết định. Còn như này, cái này là dành cho ngoài trời, cái này cũng khá là tốt này,
ốc ngoài trời được, này chuyên dành cho ngoài trời. Ngoài ra mình vắt thử mấy tấm này cho quý vị xem. Đấy. Cái thi công nó rất đơn giản, cái cấu tạo nó thi công nó rất đơn giản. Đây, ghép tấm lạnh ra như này. Đấy, cứ ghép lại này, ốp lên tường, ốp lên trần. Đó. Ốp lên tường, ốp lên trần, quý vị thấy không? Đây này, cái hèm này hèm âm này, hèm này hèm dương này. Đó. Đây lấy hai này cho nó hèm dương này, thì khi mà thi công á chỉ cần này hết khe này vào là xong đấy. Còn quá trình thi công như nào, làm sao để cho nó bắt vào tường á, thì bên mình sẽ có một cái video hướng dẫn cụ thể về cái cách thi công. Quý vị có thể mua về tự thi công cũng được, nó cũng rất là dễ thi công, nó không khó đâu. Thì bên mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn thi công. Nó có một cái kẹp inox nữa, nên là thi công dễ lắm, nhanh lắm. Một ngày nếu mà hai người thi công có thể hơn 100 mét, nhưng mà nếu mà thi công trần thì nó khó hơn, trần thì nó lâu hơn. À, đây quý vị xem tham khảo đây. Đã, ghép đây nó đẹp rồi, khít vậy đó. Tại hiện tại á, một cái tấm này này thì cái kích thước của nó thì nó có đang hiện tại ở thị trường nó đang có hai loại thước, kích thước dài 2m7 và dài 3m, và cái chiều rộng cái khổ này này thì nó là 20 cm, chiều rộng này nó 20 cm, và để giày này này, để giày thì nó tùy theo, để giày này thì nó có từ 1 phân rưỡi, 2 phân, 3 phân, 1 phân cũng có, và giày nhất là 5 phân, nhưng mà càng dày thì giá càng cao. Đấy. Đấy. Và chiều dài thì quý vị nhớ nhá, là nó là từ 2m45, 2m7, 2m9 và có cả 3 mét, nên là bán cái này thông thường là bán theo mét vuông chứ không bán theo cây được, bởi vì cái kích thước khác nhau, mỗi một đơn vị sản xuất nó có một kích thước khác nhau, nên đa số quy ra mét vuông để bán. Đấy. Đấy, hôm nay là làm video hướng dẫn sơ bộ như vậy để cho quý vị tham khảo. Rồi chi tiết về thi công thì sẽ có một video hướng dẫn cụ thể để cho quý vị nắm bắt. Thấy nhá. Đó. Ốp lên là như vậy đó. Rất đẹp luôn nhá. Quý vị thỉnh thoảng đi những cái khu trung tâm mà thấy những slab sóng này là quý vị tự thấy là đó. Cái dòng này này thì dòng này là hiện tại là người ta làm bằng bằng cái màng vân gỗ người ta dán. Đấy, cái màng vân gỗ người ta dán. Còn những hàng cao cấp ạ, hàng châu Âu thì người ta không dùng cái màng mà nó là nó trực tiếp cái vân này, vân gỗ in trực tiếp lên trên cái chất liệu luôn. Đấy. Nên là mình nghĩ rằng là cái tuổi thọ độ bền nó cao hơn. Về cái công dụng của nó thì có thể ốp cho trần này, ốp cho tường này, và trang trí những điểm nhấn của khu vực, tùy vực theo khu vực từng căn nhà để mình trang trí từng khu vực đó. Rất là nhiều vị trí có thể sử dụng. Đấy. Đây, quý vị tham khảo này, một cây mà nó dài này. Này. Dài này, này. Đó, dài thằng lò dưới này. Đó, dài vậy đó. Một cây đó. Đấy. Thôi, video mình giới thiệu tạm dừng tới đây. Đấy, quý vị cảm thấy sản phẩm hay thì quý vị cảm nhận thấy như thế nào thì cứ bình luận ở dưới mỗi video nhé. Còn quý vị cố gắng hãy nhấn nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, để bên công ty mình sẽ thường xuyên cập nhật những cái mẫu sản phẩm mới nhất để quý vị có thể tham khảo thêm. Nhiều khi biết đâu đấy sản phẩm này quý vị chưa có nhu cầu, nhưng một ngày nào đó mình sẽ cập nhật những sản phẩm mới thì có thể là quý vị sẽ cần tới, thì quý vị có thể sử dụng và ủng hộ mình. Đấy, mình thì cũng mới làm video nên là trong quá trình làm có vấn đề gì chưa được hài lòng quý vị, mong quý vị góp ý và tư vấn giúp, xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Thôi video mình dừng tại đây nhé, xin chào và hẹn gặp lại.